Theo kế hoạch, trong hôm nay, ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và 49 bị cáo liên quan do có các sai phạm về chứng khoán. Phiên tòa được mở từ ngày 22 tháng 7, nghị án kéo dài và dự kiến bản án được công bố vào ngày mai. Về vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 50 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Tội phạm, mức độ hành vi phạm tội. Bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị cáo buộc có hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, rồi chỉ đạo bán chiếm đoạt khoảng hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái ruột, cùng nhiều thuộc cấp, mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng, lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính gần 700 tỷ đồng. Tại phiên tòa, cơ bản các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội, CPA Hà Nội, ban đầu nhận tội, sau đó phủ nhận, cuối cùng thừa nhận phạm tội và xin khoan hồng. Về phần bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, nhiều lần nhắc đi nhắc lại câu, tôi tôn trọng cáo trạng. Nói lời sau cùng, cựu doanh nhân cho rằng vụ án là bài học quá lớn, sẽ ám ảnh suốt cuộc đời. Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói rằng chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, mà chỉ mong muốn có một công ty để làm xây dựng cho tập đoàn FLC. Và nếu như phát triển hơn nữa, thì làm xây dựng cho các công ty ngoài hệ thống FLC. Đến thời điểm trước khi bị bắt, bị cáo làm được việc đó. Khi được nói lời sau cùng, Trịnh Văn Quyết nhìn nhận là một số việc vượt quá giới hạn pháp luật cho phép dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Cựu doanh nhân nổi tiếng rất hối hận vì trong suốt quãng đời doanh nhân hơn 20 năm của mình, cho dù luôn nỗ lực cố gắng, thì cũng không thể thay đổi một sự thật là nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp, những người vì tin tưởng bản thân mà rơi vào dòng lao lý. Với nỗi hối hận này, ở hàng ghế bị cáo Quyết cúi mặt liên tục lau nước mắt khi nghe các em gái nói lời sau cùng. Ngoài hai người em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, nhiều người thân khác của bị cáo Quyết như em rể, họ hàng thông gia, người cùng họ, cháu họ, bạn thân, người cùng quê phải đứng trước bục khai báo trong vụ án. Quá trình xét xử, tòa án triệu tập hơn 30.000 bị hại là những người mua cổ phiếu ROS ban đầu và hơn 60.000 người liên quan là những người còn đang nắm giữ cổ phiếu khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người có mặt. Tại phiên tòa, một số bị hại trình bày mong muốn được giải quyết quyền lợi. Một số người xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quyết. Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban đầu. Trong quá trình tranh luận tại phiên tòa, Viện Kiểm sát rà soát các trường hợp trùng lập và xác định lại số bị hại là hơn 25.000 người. Tuy nhiên, có thực tế là nhiều người mua cổ phiếu trong phiên chào sàn bán và có lãi. Số nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu mua ban đầu này chỉ là 133 người. Do vậy, khi tranh luận, luật sư bào chữa cho Trịnh Văn Quyết đề nghị hội đồng xét xử xác định bị hại của vụ án là 133 người. Tương ứng với số tiền thiệt hại là hơn 2 tỷ đồng. Với hậu quả vụ án là hơn 4.300 tỷ đồng, tại thời điểm hội đồng xét xử nghỉ nghị án, bị cáo Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục khoảng 240 tỷ đồng. Cựu chủ tịch FLC đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo bán tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cho rằng khối tài sản này ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng, đủ để khắc phục vụ án. Cũng theo trình bày của bị cáo Quyết, trong quá trình điều tra, truy tố xét xử, bị cáo đề nghị bán cổ phần tại tập đoàn FLC nhưng đến nay chưa được phép.